Chào các bạn, thì video hôm nay mình sẽ nói về máy PS3 hiện tại có còn thời điểm hiện tại có còn nên mua nó không các bạn? Mình sẽ chơi được gì trên máy PS3 và video này mình cũng sẽ hướng dẫn sử dụng chi tiết về cái máy PS3 nên các bạn xem kỹ giúp mình. Thì cái đường link mua hàng mình sẽ để phần mô tả, các bạn có hay nhấn qua đặt hàng và liên hệ Zalo trực tiếp với mình sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn. Các bạn có nhu cầu mà hack máy, sửa máy hoặc là ấy game cứ liên hệ Zalo trực tiếp với mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Thì mình đang hữu trên một con máy PS3 Slim và con máy này là đời 3000 các bạn. Và mình chỉ làm máy đời 2000, 21, 2500, 3000 thôi, là bốn dòng máy Slim chạy ngon nhất. Thì máy toàn bộ máy của mình nó là đều về hàng Nhật các bạn. Và ổ cứng là 500GB và mình đã cài full game PS1, PS3, game hùng, 4 nút, SNES, Sega, đầu các kiểu rất là nhiều các bạn. Video này mình cũng hướng dẫn các bạn sử dụng luôn. Nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình. Cái đường link mà để mua cái máy á, mình sẽ để phần mô tả luôn. Các bạn có thể nhấn vào đặt hàng hoặc liên hệ Zalo trực tiếp với mình. Các bạn có thể chọn mua rẻ hơn, không bắt buộc các bạn phải là mua của mình các bạn. Vì hiện tại á, cái con PS3 này các bạn trên thị trường á, các bạn sử dụng máy mà nó bị hư chip các bạn rất là nhiều, các bạn nó bị hỏi chip á, đa số là cái máy dùng ở Việt Nam rất là nhiều. Còn máy mà bên Nhật á, khi mà các bạn biết rồi, cái máy của Nhật mà về cầm cái máy rất là đã các bạn, nó không có bị ấy rồi nọ đồ, nó bên ngoài của nó cầm rất là mượt các bạn. Thì đối với cái máy mà Slim 3000 á, thì bạn mở máy bạn chọn vô phần Hand thôi là xong. Còn đối với máy 2000, 2001, 2500 thì mình vào thường các bạn. Ok. Thì mua người bán dạng người mua mà các bạn có thể chọn là hợp lý, các bạn có thể mua. Mình không bắt buộc các bạn phải mua của mình đâu. Ok. Thì máy ở bên mình nó sẽ là kèm hai tay cầm, nguồn và cáp HDMI. Và mình sẽ bảo hành cho các bạn 3 tháng và hỗ trợ các bạn suốt đời. Hỗ trợ về cả phần cứng và phần mềm của máy, chip game đồ này nọ. Thì trên cái máy cũng có cái app tải game ở phần này. Thì khi mà mua cái máy PS3 về các bạn đầu tiên á, điều đầu tiên luôn, các bạn sẽ kết nối mạng. Mình sẽ vô cái phần network này, network setting nè, các bạn cứ kết nối mạng thoải mái đi. Hiện tại PS3 nó không có chặn gì hết. Ok, các bạn chọn wallet scan cũng đơn giản thôi, không khó đâu hen. Chọn shop game lý nè, hôm nay chọn wifi nhà các bạn nha. Đây là wifi nhà của mình, VPN là mình nhập password cho các bạn, password wifi nhà các bạn á. Các bạn có thắc mắc gì các bạn cứ bình luận bên dưới, mình sẽ hướng dẫn hỗ trợ cho các bạn. Đây chỉ là cái password thôi. Tùy nhu cầu game của các bạn muốn chơi. Thì đối với bây giờ mà mua mà một cái máy game mà tầm trung á bạn, để chơi được cái game PS3 đó các bạn, mà PC á, tầm khoảng 20 củ thì mới có thể chơi nổi PS3 các bạn. Trong khi các bạn bỏ 3 triệu mấy là chơi được con máy PS3 ngon rồi đúng không? Ok. Thì kết nối mạng xong rồi đúng không các bạn? Các bạn sẽ vô cái phần, nếu mà các bạn muốn tải game đi, mình sẽ hướng dẫn tải game trước. Các bạn sẽ vô phần PKGI các bạn. Các bạn có thể download thêm game tại đây. Ok. Thì nghe mục này bạn bấm tam giác nè. Các bạn chọn content là các bạn chọn game. Ở đây các bạn chọn back delete. Rồi ok, các bạn bấm tam giác. Ví dụ mình sẽ tải thử một game đi hen. Này có 50 nè, nhanh nè. Máy mà 2001, 2500 và 3000 á, được một cái là cái máy nó rất là mát. Không, các bạn thấy tốc độ CPU là 51 độ C, rất là mát máy. Chạy nó không bị nóng máy. Máy 2000 nó sẽ nóng một tí. Máy 4000 thì nó sẽ bị lỗi, dễ bị lỗi chip nhiều các bạn.
nên mình không bán cái đời đó, nó bị dễ bị lỗi chip HDMI. Các bạn chọn Backup Manager này, chọn Install này. Toàn bộ máy mình sẽ bảo hành 3 tháng nên các bạn cứ yên tâm dùng. Backup Manager các bạn chọn Latency Network, sau đó các bạn chọn vô cái này. Đó, ok. Thì sau khi tải xong nó sẽ hiển thị ở ngoài màn hình chính. Các bạn chơi bạn sẽ chọn vô, còn bạn không chơi bạn không có quyền xóa, chọn Delete. Đó. Mình chỉ hướng dẫn sơ cái này thôi để các bạn biết thôi. Còn các bạn thích game gì các bạn sẽ tự cài theo ý các bạn. Đây là một cái game pad các bạn, mình sẽ vô thử một vài game trên PS3 cho các bạn xem. Các bản pad này là có đội tuyển Việt Nam bình luận tiếng Việt và có luôn cái giải V-League các bạn và cập nhật cầu thủ mới nhất hiện bây giờ. Nhớ bấm like và đăng ký kênh với mình. Thì hiện tại mình đang tắt tiếng là do cái nhạc trong cái pad này nó có nhạc các bạn, nên mình tạm thời tắt tiếng. Bạn có nhu cầu hack máy, sửa máy hoặc ấy game cứ nhắn tin giúp mình nghe. Mình sẽ hỗ trợ cho bạn. Ê khoan khoan khoan, mình chỉ luôn cái phần này. Đây, nghe mục này, nếu mà các bạn trong bed đó, nó sẽ có hai phím. Đây là phím này hoặc là gù, do các bạn chỉnh thôi. Các bạn chọn vô đây, các bạn chọn size quanh nè. Ok, thì ở đây nó đang là chặn L là mình đang đá bằng gù, còn đây mình chuyển qua mình sẽ đá bằng phím tùy theo các bạn chọn các bạn nhớ nghe, xem kỹ video giúp mình, có cái gì là mình sẽ chỉ hết cho các bạn luôn. Việt Nam nè, có giải V-League luôn, có luôn cái đội của thằng quỷ Ronaldo luôn các bạn. Toàn bộ file cập nhật hết rồi đó, hồ đá thôi. Ok, để tí mình bật tiếng lên nha, nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình nghe, thắc mắc cái gì bình luận bên dưới giúp mình. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong ngày hôm nay. Xin chào anh. Xin được quý vị, chào mừng quý vị cùng đến với trận đấu đáng chú ý nhất và đáng chờ đợi nhất của vòng đấu này. Một cuộc chạm trán giữa hai đội bóng đối lập nhau. Từ màu sắc cho đến phong cách chơi, một đội bóng thì thích kiểm soát, còn một đội bóng thì giàu tốc độ. Như vậy là chúng ta đã cho trận đấu được bắt đầu. Những gì Ronaldo đã làm là rất đáng đồng tiền bán gạo. Liên tiếp nổ súng trong những trận đấu đấy nào. Đó, bên trong các mục này nè các bạn, Webman nè, các bạn vô đây nè, qua Latin 3 nè, thì trong đây có rất là nhiều game các bạn ạ. Đây là đồ Mỹ nè, Uncharted nè, Ultimate Marvel, Battle Token, trong đây rất nhiều, tầm khoảng 40 game PS3 rồi các bạn. Nhiều lắm. Mustang Comeback nè, MotoGP, Naruto, Minecraft, rất là nhiều bản, Jumball, GTA nè các bạn. GTA 5 God of War 3 là một game huyền thoại của PS3 luôn. Far Cry 4, Dynasty 8, Dragon Ball, Ultimate, Chichi 1, 2, 3, 4 bản luôn. Devil May Cry, Deadpool, rất nhiều, Battlefield,
chơi chơi em một bảng nữa đi ha, chơi cái boost limit. Thì game bếp 3 là đồ họa nó sẽ cao hơn so với các hệ máy còn lại. Thì bếp 3 hiện tại là chơi mượn hết tất cả các hệ luôn các bạn. Cái hệ gia lộc. Mình đang sử dụng trên một cái màn hình vi tính nha các bạn. Thì các bạn sử dụng là màn hình nào các bạn cũng có thể sử dụng được, miễn là nó có cổng HDMI thôi. Mình đang sử dụng màn hình IPS nên thấy nó rất là đẹp đúng không? Okay. Game bếp 3 đồ họa đã không? Where's your pride? You're a Saiyan! PS3 hiện tại là cũng quá ngon các bạn. Tùy theo các bạn chọn máy nữa thôi. Thì chắc chắn thì nó sẽ không có ngon bổ rẻ đâu các bạn. Chung quy nó vẫn là tiền nào của nấy thôi. Ok, mình sẽ cho thử một game Nhật 3 đi các bạn. Cũng là một cái game khá hay trên PS. Khi mà mình vô nó sẽ báo lên nè, các bạn sẽ chọn yes thôi, mình sẽ tạo một cái file save thôi bạn. Mình lên đây này, mình tạo cục save nè. Xong. Vô, chơi thôi. Nhật Bản. Trong đó có rất nhiều trò, bạn tầm khoảng là, như để mình nhớ là 30 game bếp 1, 40 game bếp 3. Và nó còn game bún nút, game Madness, game hùng rồi các kiểu rất là nhiều các bạn. Ok, khi mà vào game bếp 1 các bạn thấy nó bị nhỏ lại nè, các bạn nhấn logo thôi, các bạn chọn order setting. Rồi các bạn sẽ tiếp tục chọn screen mode, chọn full screen. Đó, nó full màn hình ra các bạn. Nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình nghe. Come on,
bếp của bếp 1 chắc chắn đồ họa nó sẽ đẹp bằng bếp 3 được các bạn. Ok, thì để chơi game hùng các bạn sẽ vô cái mục này nè các bạn. FB New. Ok, khi mà vô đây nếu mà chưa có các bạn nhấn Start thôi, các bạn chọn cái này. Nó lót lại cái list game hả các bạn. Các bạn chọn game các bạn muốn chơi thôi. Ví dụ như mình chơi game bộ đội đây các bạn, nó có cái hình ở bên này á, các bạn có thể chọn vô. Cái list vô game hùng các bạn sẽ nhấn nút select nha bạn, bỏ ông xu vô, nhưng mà nó bị màn hình nhỏ, mình sẽ nhấn vô hai gù các bạn, bấm x chọn setting nè, chọn video scaling nè, chọn aspect ratio, chọn 16:9, quick menu resume. Game trong đây nhấn hai gù. Nhấn hai gù nè, bấm X nè, rồi bấm back to, còn muốn hát luôn các bạn sẽ chọn quick rejoin, hot shot luôn. Còn một hệ nữa, đó là game hùng các bạn sẽ chọn như một này. Ok, ở đây các bạn sẽ chọn bấm X nè, sau đó các bạn sẽ chọn có 3 mục, đó là Game Boy nè, Game Net nè, Game Net nè, tùy game các bạn muốn chơi thôi. Game Net là game mấy game mà đi vô các bạn. Mình quên chỉ các bạn kết nối tay cầm đó là mình sẽ gắn cái dây sạc vô cái USB các bạn, rồi mình sẽ gắn vô cái đầu đây, khi mà nó hết pin thì mình sẽ gắn vô, thì ra trên máy mình chỉ cần gắn cái HDMI nè, gắn cái dây điện thôi là xong rồi. Thì để thoát ra luôn mình sẽ đè logo các bạn, chọn quick thôi,
là đơn giản đúng không? Thì đây nó có báo đèn nhận tay một, khi mà các bạn nhân gắn cáp vô nó sẽ nhận tay hai, các bạn nhận được hai tay. Có game nào chơi 4 người mình sẽ kết nối 4 tay, đơn giản thôi, tắt máy luôn, mình sẽ bấm lên đây. Ok, thì các bạn có thắc mắc gì ấy, nhớ bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem video này, tắt thôi này.